Thi Thiên 109. Lạy Đức Chúa Trời mà con ca ngợi, xin đừng nín lặng. Vì miệng kẻ ác và bọn lừa dối hả ra chống lại con. Chúng nó nghịch con bằng lưỡi dối trá, vây phủ con bằng lời ghen ghét và tấn công con vô cớ. Chúng tố cáo con mặc dù con yêu thương chúng. Vì thế, con chỉ biết cầu nguyện. Chúng lấy dữ trả lành, lấy ghét báo thương. Xin sai kẻ ác chống lại nó và đặt kẻ chống đối đứng bên phải nó. Khi nó bị phán xét, nguyện nó bị kết tội và là cầu nguyện nó bị kể như tội lỗi. Nguyện các ngày của đời nó ngắn đi. Nguyện kẻ khác chiếm lấy chức vụ nó. Nguyện con cái nó trở thành kẻ mồ côi và vợ nó thành người quả bùa. Nguyện con cái nó đi lang thang ăn mày, phải đi xin ăn xa khỏi nhà hoang của chúng. Nguyện chủ nợ siết hết mọi vật nó có, kẻ ngoại bang cướp lấy hoa lợi của công lao nó. Nguyện chẳng ai làm ơn cho nó, không ai thương xót đến những đứa con mồ côi của nó. Nguyện dòng dõi nó bị diệt đi, tên chúng bị xóa mất trong thế hệ kế tiếp. Nguyện sự gian ác của tổ phụ nó bị nhắc lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Tội lỗi của mẹ nó không hề bôi xóa được. Nguyện các tội ác ấy hằng ở trước mặt Đức Giê-hô-va, để Ngài xóa kỷ niệm chúng khỏi đất. Vì nó không nhớ làm ơn, nhưng lại bắt bớ người khốn cùng thiếu thốn và kẻ có lòng đau thương để giết đi. Nó ưa nguyền rủa, sự nguyền rủa đổ trên đầu nó. Nó không thích chút phước, phước cũng cách xa nó. Nó mặc sự nguyền rủa khác nào chiếc áo. Sự nguyền rủa thấm vào thân nó như nước, như dầu thấm vô xương cốt nó. Nguyện sự nguyền rủa như chiếc áo bao bọc nó, như cái đai luôn thắt quanh lưng. Đức Giê-hô-va sẽ báo trả như vậy cho kẻ thù của con và cho những kẻ nói điều ác để hại mạng sống con. Nhưng lạy Chúa là Đức Giê-hô-va, vì danh Chúa xin hậu đãi con. Vì lòng nhân từ Chúa là tốt lành, xin giải cứu con. Vì con khốn cùng và thiếu thốn, lòng con đau xót tận tâm can. Đời con qua đi như bóng xế chiều, bị đẩy đi đây đó như cào cào. Gói con run rẩy vì kiêng ăn, thân thể con gầy mòn, ốm yếu. Con trở thành nỗi sỉ nhục cho chúng, mỗi khi chúng thấy con thì lắc đầu. Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ơi, xin giúp đỡ con và cứu con theo lòng nhân từ của Chúa, để người ta biết rằng đây là tay Đức Giê-hô-va, chính Ngài đã làm điều đó. Chúng nguyền rủa con, nhưng Chúa lại ban phước cho con. Khi chúng dấy lên chắc sẽ bị hổ thẹn, còn đầy tớ Chúa sẽ được vui vẻ. Nguyện kẻ thù của con phải mặc lấy sự sỉ nhục, bao phủ mình bằng sự xấu hổ như cái áo. Bây giờ miệng con sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va và ca ngợi Ngài giữa đoàn dân đông, vì Ngài đứng bên phải người thiếu thốn để giải cứu mạng sống họ khỏi kẻ kết án. Phi-e-rơ nhất chương 1. Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, kính gửi những người kiều ngụ rải rác trong các xứ Bông, Galati, Cappadoc, Asia và Bithyni, là những người được chọn lựa theo sự biết trước của Đức Chúa Trời là Cha và được thánh hóa bởi Thánh Linh để vâng phục Đức Chúa Giê-xu Christ và dự phần trong sự rải huyết Ngài. Cầu xin ân điển và bình an càng gia tăng trên anh em. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Giê-xu Christ, và hưởng một cơ nghiệp không hư hoại, không hoen ố, không suy tàn, để dành trong các tầng trời cho anh em, là những người nhờ đức tin được gìn giữ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, để nhận sự cứu rỗi là điều sẵn sàng bày tỏ ra trong thời kỳ cuối cùng. Hãy vui mừng về điều ấy, dù bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu bởi muôn vàng thử thách, để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng. Dù vàng đã được thử lửa vẫn có thể hư hoại, đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện đến. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài. Dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài. Và hơn
hoan trong niềm vui rạng ngời không tả vì anh em nhận được thành quả của đức tin là sự cứu rỗi linh hồn mình. Về sự cứu rỗi đó, các nhà tiên tri đã tìm tòi, tra xét và đã báo trước về ân điển dình sẵn cho anh em. Họ tra xem để biết vào thời điểm nào và hoàn cảnh nào mà Thánh Linh Đấng Christ trong họ đã chỉ dẫn. Khi Ngài báo trước sự thương khó của Đấng Christ và vinh quang theo sau, các nhà tiên tri đã tỏ cho biết rằng họ không phục vụ chính mình, mà phục vụ anh em về những điều hiện nay đã công bố cho anh em bởi những người nhờ Đức Thánh Linh là Đấng từ trời sai xuống giảng tin lành cho anh em. Chính các thiên sứ cũng ước ao được nhìn thấy những điều ấy. Vậy, anh em hãy chuẩn bị tâm trí, hãy tiết độ, đặt hy vọng hoàn toàn vào ân điển sẽ ban cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Như con cái biết vâng lời, anh em đừng chiều theo những dục vọng lúc trước khi anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn nết ở của mình. Vì có lời chép, các con phải thánh vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Ngài là cha, Đấng không thiên vị và phán xét mỗi người theo công việc họ làm, thì hãy đem lòng kính sợ mà sống trong thời kỳ ở trọ này. Vì anh em biết rằng, không phải nhào vào những vật dễ hư hoại như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi lối sống phù phiếm từ tổ tiên mình truyền lại, nhưng bởi huyết báu của Đấng Christ, như huyết của chiên con không khuyết tật, không tì vết, đã được định sẵn trước khi tạo dựng vũ trụ, nhưng vì anh em mà được bày tỏ vào thời kỳ cuối cùng này. Nhờ Ngài mà anh em tin vào Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết và ban cho Ngài vinh quang, để đức tin và hy vọng của anh em được đặt nơi Đức Chúa Trời. Nhờ vâng phục chân lý, anh em đã thanh tẩy linh hồn mình để có được tình huynh đệ chân thành. Hãy hết lòng yêu thương nhau tha thiết. Anh em đã được tái sinh không phải bởi hạt giống dễ hư hoại, nhưng bởi hạt giống không hề hư hoại. Đó là lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt giống như cỏ, và mọi vinh quang của nó giống như hoa cỏ, cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa tồn tại đời đời. Lời đó là tin lành đã được công bố cho anh em. Ê-xê-chi-ên chương 23. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, có hai phụ nữ là con cùng một mẹ. Chúng bán dâm ở Ai Cập, bán dâm từ khi còn trẻ. Tại đó, ngực chúng bị nắng và trinh tiết bị mất. Đứa chị tên là Ô-hô-la và đứa em tên là Ô-hô-li-ba. Chúng thuộc về ta và sinh con trai, con gái. Ô-hô-la tức là Samari, còn Ô-hô-li-ba tức là Jerusalem. Ô-hô-la hành nghề mại dâm trong khi nó đã thuộc về ta. Nó đi theo tình nhân nó là dân Assyri, kẻ lân cận nó. Chúng mặc áo tím là các tổng đốc và các cấp chỉ huy, tất cả đều là những thanh niên tuấn tú, những kỵ binh. Nó bán dâm cho những người ưu tú nhất của Assyri. Nó tự làm ô uế với những kẻ mà nó tham muốn cùng mọi thần tượng của chúng. Nó không từ bỏ nghề mại dâm mà nó đã đem đến từ Ai Cập, là nơi người ta đã làm nhục nó lúc còn trẻ, làm cho nó mất đi trinh tiết và trút đổ sự dâm dục của chúng trên nó. Vì thế, ta đã phó nó trong tay các tình nhân nó, tức là trong tay những người Assyri mà nó đã sai đắm. Chúng lột trần nó, bắt lấy con trai, con gái nó và giết nó bằng gươm. Nó đã trở nên câu tục ngữ trong đám đàn bà và sự phán xét đã giáng trên nó. Em gái nó là Ô-hô-li-ba đã thấy mọi việc đó. Dù vậy, nó buông mình theo tình dục hơn chị nó và dâm đảng còn nhiều hơn nữa. Nó phải lòng những người Assyri, các tổng đốc và các cấp chỉ huy, tức là kẻ lân cận nó. Chúng ăn mặc sang trọng, thích cưỡi ngựa, tất cả đều là những thanh niên tuấn tú. Ta thấy nó cũng đã tự làm ô uế và cả hai chị em cùng theo một cách. Nó lại càng dâm dục hơn nữa khi thấy những hình người được chạm trên vách thành, những hình tượng của người canh đê sơn đỏ, thắt dây lưng và bịch khăn trên đầu thả thòng xuống, trông giống các nhà lãnh đạo. Tất cả chúng giống như những người Babylon sinh trưởng tại xứ canh đê. Vừa thấy chúng thì nó đã say mê và sai sứ giả đến với chúng ở canh đê.
Những người Babylon đến với nó, lên giường âu yếm và làm ô uế nó bởi sự dâm dục mình. Sau khi bị ô uế với chúng rồi thì lòng nó sinh ra chán ghét. Nó đã phơi bày thói dâm ô mình, lột trần mình ra thì lòng ta cũng chán nó như đã chán chị nó. Nhưng nó thêm nhiều sự dâm dục khi nhớ lại những ngày nó còn trẻ, thở nó bán dâm trong đất Ai Cập. Nó ham mê những tình nhân của nó, là những kẻ thích chuyện xác thịt như lừa, dâm ô như ngựa. Vì ngươi mong ước sự dâm dục hồi còn trẻ, lúc những người Ai Cập sờ mó ngực ngươi và làm mất trinh tiết của ngươi. Cho nên, hỡi Oholiba, Chúa Giê-hô-va phán: Này, ta sẽ dục những tình nhân mà lòng ngươi đã chán, chống lại ngươi, và ta sẽ đem chúng đến tấn công ngươi tứ phía, tức là những người Babylon, tất cả người Canđê, Phê-cót, Sô-a và Cô-a cùng tất cả người Assyri đang ở với chúng, là những thanh niên tuấn tú, mọi tổng đốc và các cấp chỉ huy, các nhà lãnh đạo và các quan chức cao cấp, tất cả đều cưỡi ngựa. Chúng trang bị những khí giới, những chiến xa, xe tải và một đoàn quân đông đảo đến chống lại ngươi. Chúng dùng những thuẫn, khiên và mũ trận mà vây quanh ngươi. Ta sẽ giao sự phán xét cho chúng và chúng sẽ xét xử ngươi theo luật của chúng. Ta sẽ nổi ghen chống lại ngươi và chúng trừng phạt ngươi trong cơn giận dữ. Chúng sẽ cắt mũi và tai ngươi, còn những kẻ sót lại trong ngươi sẽ ngã bởi gươm. Chúng sẽ bắt con trai con gái ngươi, những kẻ còn sót lại trong ngươi sẽ bị lửa thiêu nuốt. Chúng lột áo quần ngươi và cướp lấy đồ châu báu ngươi. Như thế, ta sẽ dứt bỏ tính đàn điếm của ngươi và thói dâm ô mà ngươi đã đem đến từ đất Ai Cập. Ngươi sẽ không ngước mắt nhìn chúng mà không nhớ đến Ai Cập nữa. Vì Chúa Giê-hô-va phán: Này, ta sẽ phó ngươi trong tay những kẻ ngươi ghét và trong tay những kẻ ngươi đã chán. Chúng sẽ đối xử với ngươi trong sự căm ghét và cướp lấy công lao ngươi. Chúng sẽ để ngươi trần truồng, lõ lồ và thói đàn điếm, dâm đảng của ngươi sẽ bị phơi bày ra. Ngươi sẽ bị đối xử như vậy vì ngươi đã bán dâm cho các dân và làm ô uế mình bằng những thần tượng của chúng. Ngươi đã đi theo con đường của chị ngươi, cho nên ta sẽ để chén của nó trong tay ngươi. Chúa Giê-hô-va phán: Ngươi sẽ uống chén của chị ngươi, là chén sâu và to, chứa được rất nhiều. Ngươi sẽ bị chê cười nhạo báng, ngươi sẽ bị sai khước và buồn rầu, vì chén của chị Samari ngươi là chén kinh hoàng và đổ nát. Ngươi sẽ uống chén ấy và uống cạn. Ngươi sẽ đập chén ra từng mảnh và nhai nó, rồi ngươi tự xé ngực ngươi, như ta đã phán. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: Vì ngươi đã quên ta, bỏ ta ra sau lưng ngươi, nên ngươi phải rước lấy hậu quả về sự bị ổi và thói đàn điếm của ngươi. Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: Hỡi con người, con sẽ phán xét Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba chăng? Hãy nói cho chúng biết những điều kinh tởm của chúng. Chúng đã phạm tội tà dâm và tay chúng vấy máu. Chúng đã phạm tội tà dâm với những thần tượng mình. Ngay cả con cái chúng sinh cho ta, chúng cũng dâng qua lửa để làm thức ăn cho thần tượng. Chúng còn làm điều này nữa. Cùng trong một ngày, chúng đã làm ô uế nơi thánh ta và phạm các ngày sa bát ta. Sau khi đã giết con cái mình dâng cho thần tượng, ngay trong ngày ấy, chúng vào trong nơi thánh ta để làm ô uế nơi ấy. Đó là điều chúng đã làm giữa nhà ta. Các ngươi đã sai sứ giả để gọi những người từ phương xa đến với mình. Khi chúng đến, ngươi vì chúng mà tắm rửa, vẽ mắt mình và đeo đồ trang sức. Ngươi ngồi trên giường sang trọng. Trước giường dựng một cái bàn và đặt trên đó hương và dầu của ta. Tiếng ồn ào của đám đông nhàn rỗi vây quanh. Có người hèn hạ cùng người say sưa từ hoang mạc được đưa đến. Chúng đeo vòng nơi tai hai chị em ngươi và đội vương miện rực rỡ trên đầu. Ta phán về kẻ bị tàn tạ vì tội tà dâm rằng: Bây giờ, chúng đang hành dâm với nhau. Chúng đến với nó như đến với gái mại dâm thế nào, thì chúng cũng đến với Ô-hô-la và Ô-hô-li-ba là những đàn bà tà dâm thể ấy. Nhưng những người công chính sẽ phán xét chúng như phán xét đàn bà ngoại tình và đàn bà làm đổ máu, vì chúng phạm tội ngoại tình và bàn tay chúng vấy máu. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán: Ta sẽ đem một đám đông chống lại chúng
và sẽ phó chúng vào sự kinh hãi và cướp bóc. Đám đông ấy sẽ ném đá chúng, lấy gươm đâm chúng, giết con trai, con gái chúng và lấy lửa đốt nhà chúng. Như vậy, ta sẽ tận diệt sự tà dâm trong đất để cho mọi phụ nữ được cảnh báo đừng làm theo sự dâm dục của các ngươi nữa. Người ta sẽ đổ lại sự dâm dục các ngươi trên chính mình các ngươi. Các ngươi sẽ mang tội lỗi về thần tượng mình và các ngươi sẽ biết rằng ta là Chúa Giê-hô-va. Ê-xê-chiên chương 24. Vào ngày mùng 10 tháng 10 năm thứ 9, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy ghi chép tên ngày này, chính ngày này, vì vua Babylon đã đến gần thành Jerusalem vào chính ngày này. Hãy kể một ẩn dụ cho nhà nổi loạn và nói với chúng rằng: Chúa Giê-hô-va phán, hãy đặt nồi, hãy bắt nồi và đổ nước vào. Hãy bỏ những miếng thịt vào, tất cả những miếng thịt ngon, đùi, vai, và bỏ xương tốt nhất cho đầy. Hãy chọn con tốt nhất trong bầy và chất củi dưới nồi để nấu xương. Hãy đun sôi lên để hầm xương trong nồi. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán, không cho thành đẫm máu, không cho nồi bị ten rét, mà ten rét không chùi sạch được. Hãy lấy từng miếng ra cho đến hết, không bốc thăm lựa chọn gì cả, vì máu mà nó đã đổ ra còn ở giữa nó. Nó đã đổ máu ấy trên tảng đá trọi, chứ không đổ trên đất để cho bụi đất lấp đi. Chính vì để cho cơn giận nổi lên và báo thù mà ta đổ máu nó trên tảng đá trọi, đến nỗi nó không thể che đậy được nữa. Vì thế Chúa Giê-hô-va phán, không cho thành đẫm máu, ta cũng sẽ chất một đống củi lớn. Hãy chất củi đốt lửa hực lên, nấu cho rục thịt khô nước và cho xương bị cháy đi. Sau đó hãy đặt nồi không trên than lửa đỏ cho đến khi nó nóng và đồng bốc cháy, để sự ô uế đó tan ra bên trong nó và ten rét của nó bị thiêu hủy đi. Thật là nhọc công vô ích, vì ten rét nhiều quá không thể tẩy sạch. Dù đã bỏ vào lửa, ten rét ấy cũng không ra. Sự ô uế của ngươi là tội tà dâm, vì ta đã tẩy sạch ngươi nhưng ngươi không muốn được tẩy sạch, nên ngươi sẽ không được thanh tẩy nữa, cho đến chừng nào cơn giận của ta đối với ngươi nguôi đi. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán thì điều đó sẽ phải xảy ra. Ta sẽ thực hiện, ta sẽ không lui đi, không thương xót, không đổi ý. Người ta sẽ phán xét ngươi theo đường lối và việc làm của ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, bằng một tai họa bất ngờ, ta sẽ cất khỏi con điều mắt con ưa thích, nhưng con không được than thở, không được khóc lóc và không được đổ nước mắt. Hãy than thầm chứ đừng khóc cho kẻ chết. Hãy vấn khăn trên đầu con và mang giày vào chân. Chớ che râu mép lại và đừng ăn bánh mà người ta phúng viếng. Vậy buổi sáng tôi nói với dân chúng, đến chiều thì vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi làm theo như lời đã phán với tôi. Bây giờ, dân chúng nói với tôi, ông không nói cho chúng tôi biết những điều ông làm đây có ý nghĩa gì sao? Tôi trả lời, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi, hãy nói với nhà Israel rằng, Chúa Giê-hô-va phán, này, ta sẽ làm ô uế nơi thánh ta, là nơi các ngươi lấy làm hãnh diện về sức mạnh mình, mắt các ngươi ưa thích, lòng các ngươi yêu mến. Con trai, con gái các ngươi mà các ngươi đã để lại sẽ ngã chết bởi gươm. Bây giờ, các ngươi sẽ làm như tôi đã làm. Các ngươi không che râu mép, không ăn bánh mà người ta phúng viếng. Khăn các ngươi sẽ cứ để yên trên đầu, giày các ngươi sẽ mang luôn dưới chân. Các ngươi không kêu than, không khóc lóc, nhưng sẽ bị hao mòn vì tội ác mình. Và các ngươi cùng nhau than thở. Ê-xê-chiên sẽ là một dấu hiệu cho các ngươi. Các ngươi sẽ làm giống như nó đã làm. Khi mọi sự đó xảy đến, các ngươi sẽ biết ta là Chúa Giê-hô-va. Hỡi con người, về phần con, trong ngày ta cắt khỏi chúng sức mạnh, niềm vui, vinh quang, điều ưa thích của mắt chúng, điều ham mến của lòng, con trai và con gái chúng. Trong ngày đó, sẽ có kẻ trốn thoát đến báo tin cho con nghe. Trong ngày đó, miệng con sẽ mở ra và nói với kẻ trốn thoát. Con sẽ nói và không câm lặng nữa. Con sẽ là một dấu hiệu cho chúng, và chúng sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va.